Chào mọi người, trong video này Thủy sẽ gọi là không có hướng dẫn hay không có dạy gì hết, mà Thủy sẽ tâm sự một chút nhân năm 2020. Đầu video Thủy kính chúc các bạn ha, những anh chị em là những người đã dành thời gian để theo dõi kênh Kiss một thời gian cũng lâu lâu, lời chúc sức khỏe và chúc mọi người có một năm 2020 thật sự là tuyệt vời ha. Và cái thứ hai nữa là Thủy cũng muốn chia sẻ mọi người một chút về Thủy. Thủy sinh năm 1992 và Thủy học tốt nghiệp đại học ngoại thương, không có liên quan chút xíu gì đến tiếng Anh hết ha. Nhưng mà Thủy cũng may mắn là mình có kinh nghiệm cũng mấy năm đi làm hồi năm 3 rồi, mấy năm làm cho công ty nước ngoài. Và đó cũng chính là một trong những cái nguồn, cái cơ hội thì được tiếp xúc, được trau dồi, được tích lũy cái vốn tiếng Anh của mình bây giờ. Và Thủy hầu như là sử dụng cái tiếng Anh thực tế mà mình đã được cơ hội được đi làm ở công ty nước ngoài vào trong các cái giáo trình hoặc là những cái bài học ở KISS. Cho nên là vô hình chung thì mình cũng thấy mình thật sự là may mắn. Và cái tiếng Anh của mình nó cũng gọi là tạm ổn, đủ xài. Sao nữa ta? Bây giờ thì hiện tại Thủy đang là founder của cái kênh Kiss English Youth Center trên YouTube, cũng như là founder của Kiss English Offline, một cái trung tâm tiếng Anh bé, một cái tâm huyết của Thủy đã dành ra 2 năm để tạo dựng nên. Hôm nay thì Thủy dành thời gian nhiều để nói về về tại sao mà lại có Kiss English và tại sao lại có kênh Kiss YouTube. Hồi trước cái lúc mà Thủy khi mà còn đang là sinh viên, Thủy học đi làm ở nhà văn hóa thanh niên. Lúc đó thì mình có một cái công việc part time, đó chính là làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh cho một cái trường ngoại ngữ thanh niên ở Hồ Chí Minh. Mà nếu mà anh chị nào ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ biết có một cái câu lạc bộ mà tên là Yumi Talk. Thì dành thời gian thì làm 8 năm ở đó. Và cái vấn đề của mình là mình không hiểu tại sao mà mọi người học tiếng Anh lại quá khổ đến như vậy. Đó thì rất thích tiếng Anh lắm. Mặc dù là mình học ngoại thương, mình học một ngành kinh tế đối ngoại, nhưng mà tự nhiên cái mình cứ đến chủ nhật thì mình lại háo hức những câu lạc bộ anh văn để giúp mọi người học tiếng Anh. Và khi mà nói chuyện với mọi người thì hầu như ai cũng than là học tiếng Anh sao mà khó quá, học tiếng Anh gì đâu mà chán, nói chung là nhiều đủ kiểu lắm, học hoài mà không giỏi. Và cái lúc đó thì tự nhiên Thủy mới nảy ra một cái là có một cái suy nghĩ trong đầu là làm sao để mọi người có thể học tiếng Anh một cách đơn giản, cảm thấy thú vị và thoải mái được. Và thế là ấp ủ sau đó đi ra trường, cũng không liên quan đến tiếng Anh, cũng đi làm được khoảng 3 năm ở các công ty nước ngoài, các tập đoàn nước ngoài. Và tự nhiên cái có một ngày mình cảm thấy là chỉ có chủ nhật mình đến câu lạc bộ anh văn, mình giúp đỡ mọi người thì mình mới thấy vui thôi. Và thế là Thủy quyết định, Thủy nghỉ luôn các công việc của mình và chuyển sang đi dạy tiếng Anh. Và đến thời điểm bây giờ thì Thủy cảm thấy đây là một quyết định cực kỳ hài lòng của Thủy. Rồi thì và lớp đó Thủy mới căn trở là làm cách nào để có thể tạo ra những cái khóa học hoặc là những cái hoạt động học tiếng Anh mà thật thú vị, thật là hấp dẫn cho mọi người, mà để mọi người học tiếng Anh như chơi vậy đó, học mà như chơi, chơi mà như học, chứ không có một cảm giác là đang gò bó theo cái kiểu cũ. Và may mắn sau đó thì 2 năm sau thì Kiss English đã ra đời, và những cái phương pháp mà Thủy sử dụng hay là những cái gì Thủy tích lũy 8 năm khi Thủy làm câu lạc bộ anh văn, cũng như là làm ở một vài cái trung tâm tiếng Anh nhỏ nhỏ nữa, và những cái hoạt động trong đó Thủy làm cũng hướng tới những gì thực tế thôi, cũng như là cái phương pháp học nó cũng phải thật đơn giản để mọi người ai cũng hiểu và ai cũng học được. Và đó là lý do vì sao mà cái chữ Kiss English ra đời. Kiss này không phải là hôn tiếng Anh đâu nha mọi người nha. Kiss là viết tắt của KISS, có nghĩa là Keep It Simple and Stupid. Thì muốn mọi người học tiếng Anh cũng phải thật sự là đơn giản, thật là dễ hiểu và học như một đứa trẻ vậy đó. Chứ đừng có đụng cái gì cũng phức tạp quá vấn đề lên thì học tiếng Anh khó lắm. Học ngoại ngữ phải thật sự đơn giản thì nó mới thú vị được. Và đó lý do vì sao mà Kiss English ra đời. Chứ không phải là hung tiếng Anh đâu nha mọi người nha. Rồi, còn lý do vì sao mà có cái kênh là Kiss English YouTube thì sao ta? Cũng vô tình thôi. Cái một ngày nọ thì khi mà mình làm một cái lớp offline, mọi người học rất là hứng thú và rất là vui, nhưng mà cái số lượng người học, người ta biết đến mình cũng không có nhiều. Và thế là anh chồng Thủy mới bảo là tại sao em không làm một kênh online để mọi người được, gọi là tức là kiến thức mà em chia sẻ chỉ cho một nhóm người nhỏ thôi thì nó sẽ rất là phí, tại sao em không làm một kênh online để chia sẻ cho nhiều người hơn. Và thế là Thủy quyết định là làm thử kênh Kiss YouTube. Và những cái video đời đầu ha, nó rất là gọi là người ta rất là cũng cùi bắp cùi mía lắm, toàn tự bấm máy
tự quay tự nói và không có một cái nội dung, một cái script gì hết trơn á, chỉ là mình nghĩ như sao thì mình chia sẻ như vậy thôi. À, những cái câu nói chuyện động lực, học phát âm những câu nói động lực, sau đó lại làm qua những cái gọi là gì ta, học tiếng Anh qua bài hát, và sau này thì bắt đầu lại có thêm những cái mảng khác về giao tiếp nữa, ví dụ như là bộ audio luyện nghe nói free để cho mọi người, và mình cứ làm và nhận được rất là nhiều feedback của mọi người và rất là thích. Có những bạn bảo là nhờ chị mà em sửa được phát âm của mình, cũng có nhiều bạn bảo là nhờ chị mà em hát được bài hát tiếng Anh, kiểu kiểu là như vậy. Và cũng có nhiều bạn bảo là tiếng Anh của nhờ em học chị mà em thấy tiếng Anh nó dễ hơn rất là nhiều. Và thế là thay vì mình dạy cho một nhóm người nhỏ thì bây giờ mình dạy cho một cả một cộng đồng, và bây giờ các bạn đang coi clip này cũng là những người mà Thủy cực kỳ may mắn để được biết đến mọi người, và mọi người cũng biết đến Thủy. Và Thủy đó là động lực vì sao mà cứ mỗi ngày mình lại cố gắng hơn. Và cho dù mà lúc đó là Thủy nhớ là cách đây một năm Thủy mang bầu ha, gọi là bụng cũng to rồi, nhưng vẫn ráng quay những clip và vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Và đó là một cái điều mà Thủy cảm thấy vô cùng may mắn. Và trong cái năm mới này thì Thủy cũng gọi là gì ta, hy vọng là mình sẽ có thời gian và có thêm được cái sự sáng tạo nữa để có thể tạo ra nhiều clip bổ ích cho mọi người, để cái kênh Kiss English YouTube của Thủy nó sẽ phát triển hơn hơn nữa. Ok, và đầu năm thì chúc nó dài dòng quá ha, đầu năm thì chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe nè, chúc mọi người học tiếng Anh một cách đơn giản và dễ dàng nhất, và chúc cho mọi người một 2020 thiệt tuyệt vời nha. Tạm biệt mọi người.